Dạ anh Dũng. Ê mày. Dạ. Mày định trốn tao chừng nào nữa mày? Dạ anh Dũng, em đâu có trốn anh đâu. Rồi bây giờ mày không trốn tao, cái tiền của tao đâu sao mày không trả tao? Dạ anh Dũng ơi, anh ráng đợi em cuối tháng nha. Cuối tháng đem gom hết rồi trả cho anh luôn. Cuối tháng? Dạ. Cuối tháng nào? Dạ dạ, cuối tháng này. Cái câu cuối tháng mày cho tao hoài luôn đó. Bây giờ tao nói cho mày biết. Dạ. Tổng cộng mày nợ tao bao nhiêu? Dạ 200 anh Dũng. 200 triệu, lương của mày một tháng mày làm được bao nhiêu? Dạ tầm 5-6 triệu một tháng anh. Lương mày một tháng có 5-6 triệu, chưa tới 6 triệu, mày nợ tao 200 triệu. Lương của mày đủ đóng tiền lời cho tao không? Dạ anh Dũng ơi, anh Dũng thương em đi, em cũng ráng mà em gom tiền trả cho anh Dũng mà anh Dũng. Mày à, tao không nói gì với mày nữa. Từ đây đến cuối tháng, còn có vài ngày nữa thôi. Dạ. Mày không lo trả cho tao cả lãi lẫn lời nha. Tao chấp cho mày trốn đó. Mày trốn đi. Dạ. Tao bắt đứa con gái mày. Tao bắt đứa con gái của mày đó. Tao bán qua Campuchia. Tao bán hai cái thận nó, tao lời hơn cái số 200 triệu của tao nha mày. Dạ, dạ anh Dũng ơi. Anh Dũng bây giờ giết em cũng được, đánh em cũng được, chứ đừng đụng gia đình, đừng đụng con gái em anh Dũng. Dạ, dạ. 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 Tao. Dạ, dạ không có. Mày nói tao không dám giết mày hả mày? Hả thằng chó. Mày nghe không? Giết. Giết một con chó. Dạ, dạ, dạ anh Dũng. Mày liệu một tao đó nha. Dạ, dạ. Tao bắt con gái mày đó nha, tao bán tao lấy thận là tao nói là tao làm đó nha mày. Dạ anh Dũng ơi. Dạ anh Dũng ơi. Đi dạ. Dạ anh Dũng ơi. Đụng ai cũng được, đừng đụng tới con anh Dũng ơi. Đụng tao đó. Mày không? Mày không? Anh lỡ giết người rồi. Cái gì? Anh giết người? Sao vậy? Anh lúc nào ông Dũng á, nên anh giết chém anh. Cái lúc mà giằng co kìa, anh lỡ tay anh đâm chết ổng rồi. Nhưng mà giết người không phải là tội nhẹ đâu. Bây giờ em làm sao bây giờ? Hay là bây giờ anh đi trốn nha. Chứ mà tụi em ổng mà kiếm được anh giết anh chết luôn á. Nhưng mà anh trốn vậy, lỡ bắt được anh cũng chết rồi, rồi mẹ con em sống sao nữa. Anh không có sợ chết, anh không sợ đi tù nữa, nhưng mà cái vấn đề anh sợ không có anh và mẹ con em sống sao thôi. Em cũng phải án lo cho con thôi, nhưng mà bây giờ là phải làm sao giờ? Anh đi tù đâu gì lỡ anh có chuyện gì rồi sao? Mà anh trốn hoài cũng phải là cách nữa. Vậy thôi, anh đi tự thú thôi. Chứ bây giờ anh không biết phải làm sao hết. Trốn cũng không được mà. Mà em, con đi học về chưa? Sắp về rồi. Anh tính vậy nha. Bây giờ anh đi rước con đi. Anh ở công viên đợi em. Rồi dẫn con lên đây cho anh gặp lần cuối nha. Anh đợi em đi. Em rước con. Con đi, em
Nhưng mà kể từ lần em có Dũng chưa? Ủa? Sao ba nói chuyện với con mà mẹ phải đi căm vậy ba? À, tại chắc mẹ có việc gì á. Nè, dạ. Mày mốt ba đi làm ăn xa hả? Con nhớ nhà ngoan nha. Nhớ nghe lời mẹ nha không? Ba đi làm ba có về không ba? Ba đi mấy ngày vậy? Mấy ngày bà cũng không biết, chắc là lâu lắm đó Trúc. Lâu lắm, một tuần, một tháng hay một năm gì thì ba cũng phải về chứ ba. Bộ ba không nhớ con hả? Nhớ chứ. Bà nhớ con lắm đó Trúc. Tại bà lỡ tay bà giết người, cho nên bây giờ ba phải ra đồ cứu. Ba không biết khi nào bà về. Sao ba giết người anh ba? Ba không có ý, ba chỉ là ba chỉ vô tình giết người thôi chứ ba không có ý đâu Trúc. Bây giờ ba phải đi đầu thú, con nhớ. Rồi em Dũng tới kia đang lục ở trên kia đó, anh chạy ra thú đi anh. Không, ba không cho ba đi đâu. Ba đi đi anh. Không. Để ba đi đi con. Không. Không ba cho ba đi đâu. Ba đi đi anh. Con nghe ba nói nè, ở nhà ngoan. Nghe lời mẹ nha không? Mẹ thương con lắm á. Ba không ba. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Con nhiều lắm. Dạ, con nghỉ ngơi nha. Xin lỗi chị, cho tôi hỏi thăm tí được không chị? Dạ, được, ông anh cứ hỏi. Cái người chủ cũ của căn nhà này có còn ở đây không chị? À,
cách đây mấy chục năm về trước, thì ông chủ chồng của cái bà này nè bị đi tù. Thế thì mấy năm sau bà lại có chồng đi nước ngoài rồi ông anh à. Nhưng mà ở đây là còn lại là một cô con gái, nhưng mà tôi nghe nói là cũng sắp sửa đi theo mẹ rồi. Mà ông anh là có gì của gia đình nhà này? Dạ không có gì chị ạ. Ngày xưa tôi có thân với cái ông chủ nhà này nè. Bây giờ tiện đi ngang qua đây tôi ghé tôi thăm sức khỏe của ông ấy như thế nào thôi chị. Dạ tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ không có chi, không có chi ông anh. Chú hôm bữa nè, chú bị sao vậy chú? Tôi không sao, tôi hơi mệt chứ sao? Dạ, nhưng mà sao chú ngồi đây vậy? Tôi đến đây để là tôi tìm người thân của tôi ở đây. À, chú có lộn không chú? Chú còn ở đây từ nhỏ lớn nè. Chứ không có người thân nào con muốn quen chú á. Chú không thể nhầm được. Tuy rằng mấy chục năm nay rồi, cái bối cảnh nhà nó có khác đi, nhưng mà không thể nào chú nhầm được hết. Người thân của chú ở căn nhà này. Nhưng mà chú tìm ai vậy chú? Chú tìm vợ và con gái của chú ngày xưa ở đây. Chú tên là Kiên. Chính xác, chú tên Kiên là chủ cũ của căn nhà này. Nguyễn Trung Kiên. Chính xác. Sao mẹ con nói là ba chết rồi mà? Đó chẳng qua là nghịch cảnh của cuộc sống thôi. Thôi cháu ạ, xin lỗi, cháu có phải là Trinh không? Dạ, con Trinh là ba. Ba là ba Kiên của con đây. Ba, sao ba nghe nông nổi này vậy ba? Ba ơi, ba sao vậy ba? Ba đừng làm con sợ nha ba. Ba ơi, ba có sợ không ba? Ba uống nước đi ba. Bà cảm ơn con. Bà cảm ơn con. Bà thấy đỡ hơn chưa ba? Bà khỏe rồi con. Rồi trước giờ ba ở đâu? Sao con thấy ngày nào ba cũng đi lang thang hết vậy? Cả tháng nay nè, bà cứ đi lanh quanh ở con phố này. Bà tìm lại cái chốn xưa của ba. Nhưng mà bây giờ khu phố mình thay đổi nhiều quá, không dễ đi tìm lại được nữa. Nhưng cuối cùng thì ba vẫn xác định được cái nơi này là chỗ ở ngày xưa của ba. Rồi, ba có biết chuyện mẹ con có người mới chưa? Biết rồi con. Khi nãy ba đứng trước cửa nhà, có một cái chị hàng xóm, chị có cho ba biết là mẹ con đã đi một bước nữa, giờ đang định cư ở nước ngoài. Lúc trước con không biết ba còn sống nên con có giấy bảo lãnh đi qua nước ngoài rồi, nửa tháng con đã sẽ đi. Mà bây giờ con biết ba ở đây rồi, con không có nỡ nào con đi ba ơi. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Nhưng thôi con, đó là cái nghịch cảnh của cuộc sống mà con người thường gặp phải. Những cái gì quá khứ nên chôn vùi hết đi con. Trước khi chia tay con cho ba gửi lời thăm mẹ con, và con lời xin lỗi chân thành nhất. Tức là ba tạo ra con, ba có công sinh nhưng ba không hề nuôi dưỡng. Ba lang thang cả cuộc đời, giờ này giờ đến đây thì ba không ngờ con ba nó đã trưởng thành như thế này rồi. Không, ba nghe con nói nè. Con qua bên nước ngoài á, con định cư, rồi con sẽ về con bảo lãnh ba qua bển nha ba. Con không để ba bên này đâu ba. Con ạ, cái ước vọng nhất của ba là ba mong rằng con nhà mẹ con bên đấy thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành đạt hơn. Như vậy là ba mãn nguyện rồi con ạ.